Trên đây thì mấy anh chị thấy nè, rất là đẹp nha mấy anh chị. Thì cái phần kỹ thuật này á, rất là đơn giản và rất là dễ làm, xưa giờ mình đều làm lúc mà mình chưa có treo luôn. Thì á, bây giờ là người ta có nhiều cách, và hôm nay thì mình sẽ sử dụng hai cái món chính của mình thôi. Đây mấy anh chị thấy không, đây là hai cái món chính. Và khi lưu ý, khi mà mình làm cái design này thì mấy anh chị không lấy treo, không sử dụng treo. Mình muốn đẹp thì sử dụng treo cũng được, nhưng mà tới khi mà mình làm treo mình phải làm rất là nhanh tay ha. Còn khi mà mình muốn nó đẹp này, mấy anh chị dùng cái nước sơn thường. Đây là nước sơn thường màu số 15 nha mấy anh chị. Màu số 15 thì mình sẽ sử dụng cái màu này để mà mình cho phun máu. Đó, thì rất là đơn giản, thì mình làm hai ngón này thôi, xong á hả, mấy ngón kia mình đính hộp ha. Rồi khi mà mình sử dụng này, mấy anh chị thấy cái ống hút này bình thường thì mấy anh chị xài có. Nếu mà mấy anh chị kiếm được cái ống hút mà nó nhỏ hơn 50% cái ống hút này nữa thì nó sẽ rất là dễ làm cho mấy anh chị. Vì khi mà mình làm ra nó sẽ tạo sợi 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 rất là đẹp ha. Thì trên tay hôm nay là cô xin không có cái này, nên thành ra là cô xin sử dụng cái ống hút bự cũng được, cái này cũng được nha, không phải là không được. Nhưng nếu mà anh chị mà lựa chọn kiếm được cái ống hút mà nó cỡ này nè, đó, cỡ này thôi, khoảng là 50% thôi, thì mấy anh chị làm cái máu này rất là đẹp nha mấy anh chị ha. Xong hết thì mấy anh chị trong tiệm mình hầu như mấy anh chị nào cũng có cái băng keo đúng không? Thì nếu mà mình không có cái gì mà mình che cái da tay người khách á, giống như bình thường thì mấy anh chị có những cái nước sơn mà sơn lên xong rồi đó làm sạch xong mình xé, thì mấy anh chị xài cái đó. Còn nếu mà trong trường hợp mấy anh chị không có, dùng băng keo. Nhưng mà khi mà mình xin chia sẻ cái này thì mấy anh chị thấy nó rất là dễ dàng và rất là đơn giản. Dễ dàng và rất là đơn giản và nó nhanh nữa. Còn nếu mà anh chị mà không che cái này á, mình phun cái là coi như là ghê dơ cái tay, mất thời gian của mình rất là nhiều ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình băng. Khi mà mình băng vô cái da tay người khách á, đó, kinh nghiệm là mình làm luôn ha, không cần băng dính cho nó chắc nha mấy anh chị, không có băng cho nó chín chắc quăng mấy dầu không cần đâu. Đó, mình chỉ cần á một chút xíu để mà mình che thôi. Đầu tiên là mấy anh chị đã lỏng nhẹ xuống. Đó, không, vừa tới cái phần cuticle này mấy anh chị thấy không? Vừa tới phần cuticle, đó, nhẹ xuống, xong. Không có cần gấp lại nha mấy anh chị, nhẹ nhẹ thôi. Để lát á, khi mà mình tháo nó nhanh nữa. Đó, đây là cái kinh nghiệm nha. Còn không biết nữa là mình quăng vài cái xong lát tháo nó là một cái việc vấn đề cho mình và mất thời gian. Và phần ở dưới khi mà mấy anh chị băng nè, ha, để tay người khách xuống. Đó, xong nè, ở phần dưới là mình đi qua, đi lên theo hình này nè. Đó, dán lên, dán lên, đó. Thế là mình đã che được rất là nhiều cái phần trăm cho cái móng của mình rồi ha. Rồi tiếp tục che thêm một ngón nữa, mình làm hai ngón một lần luôn. Mấy anh chị share dùm em ha, tại vì cái này rất là dễ làm. Đó, và rất là hiếm khi, rất là khó làm like. Mà khi mà lát nữa là Christine làm á, thì tất nhiên là mấy anh chị sẽ không thấy là Christine thổi. Nhưng mà khi mà cái phần này, khi mà anh chị quyết định thổi là phải thổi cho nó thật nhanh. Thổi một lần thôi, thổi thật nhanh và cho nó thật mạnh. Không có thổi nhẹ nhẹ nha, thổi nhẹ nhẹ là nó không ra. Mình phải thổi cho nó thật mạnh vô. Đó, lấy băng keo dán lên. Rồi ha, đây ha, rồi lên đây. Đó, mấy anh chị cho lên nè ha, dán lên, rất là đơn giản nha. Mấy anh chị share giúp em nha, tại vì cái này là sẽ là chia sẻ là rất là nhiều cái để mà anh chị làm rất là dễ trong cái phần này, vừa sạch sẽ và vừa dễ nữa. Rồi bây giờ bắt đầu là mình phun nè. Phun thì mình xin lấy một cái tờ giấy trắng nha, để cho mấy anh chị thấy khi mà mình làm tất cả những cái gì mà xung quanh á, mấy anh chị cho nó ra hết. Và mình sẽ lót một cái tờ giấy ở dưới, vì khi mà nó sạch nó dơ cái là mình bỏ thùng rác liền chứ mình không có làm ha. Đó, làm xong là lấy cái này ra, đó, để nó qua một bên nha. Rồi mình sẽ lấy cái ống hút nè, mình để vô trong này, để vô trong này, đó, mấy anh chị thấy không? Xong ha, mấy anh chị là cà cho bên xung quanh ở ngoài cho nó sạch nè. Ở trong mình chỉ cần có một chút nước sơn thôi là được rồi, chứ mình không có cần lấy nhiều nha mấy anh chị. Lấy nhiều nó cũng tới mức đó thôi, nên thành ra khi mà anh chị làm mất kiếm được cái ống hút nhỏ càng tốt ha. Đó, nhỏ khoảng là 50% thôi là được rồi, chứ mình cũng không cần nhiều đâu, tại vì nhiều quá thì nó sẽ rất là, nó ra vón một cục ha. Và khi mà thổi mấy anh chị nhắm ngay cái phần chính giữa mình thổi nha mấy anh chị ha. Nhắm ngay phần chính giữa mình thổi nè. Đó, mình để ngược giống vậy nè, mấy anh chị thấy không, cái tay không? Đó, để giống vậy ha. Đó, xong nè, mấy anh chị sẽ đưa xa một chút xuống, không có gần nha. Gần quá thì cái nước sơn nó sẽ tập trung một chỗ và nó sẽ bị rất là dày.
Nên thành ra khi mà làm á, mấy ngón kia giấu hết đi ha. Lấy cái tay của mình á, nó đỡ một chút xíu để cho những cái phần xung quanh của người khách á, nó không có bị nó không bị dơ. Đó, rồi sau mình sẽ chuẩn bị là mình phun nè. Đó, thấy không, mấy anh chị thấy không? Đó, nó ra những cái đường này rất là đẹp nha. Xong tiếp tục là mình sẽ thổi tiếp tục nè. Đó, thì mấy anh chị thấy nè, thổi lên ha. Thổi tới khi nào mà mấy anh chị thấy nó hài lòng là nó ra. Còn nếu mà hả, mình chưa hài lòng thì mấy anh chị cứ tiếp tục thổi. Tại vì mỗi lần mà mình thổi như vậy á, là nó sẽ ra một những cái sợi máu khác nhau. Quan trọng ở đây là mấy anh chị thấy những cái sợi máu nó ra tự nhiên nè. Đó, nó ra tự nhiên nè ha. Còn khi mà mình dặm thì nó hơi bị lem một chút xíu. Nên thành ra là mỗi lần, mỗi cái kỹ thuật đó nó sẽ cho ra một cái design khác nhau. Đó, lúc này đây mình thấy là cái máu của mình khá ổn và nó nhiều nè, nó trở nên nhiều. Thì mấy anh chị sẽ qua một cái ngón khác và mình cho nó khô. Và trong trường hợp nếu mà nước sơn của mình nó nhiều quá, ở trên cái mặt nó nhiều quá, mấy anh chị sẽ dùng cái cây cọ. Mấy anh chị sẽ dùng cái cây cọ nha. Đây là cái cây cọ nè ha. Rồi, mấy anh chị sẽ dùng cái cây cọ, không cần nhúng acetone, không cần nhúng gì hết. Mấy anh chị lấy ra cho nó thật mỏng, theo cái đường ra lấy ra, chứ mình không có lấy vô nữa nha, để tránh trường hợp là nó bị dày và nó không có khô. Đó, nó không có khô nên thành ra là mình lấy bớt ra nè. Lấy bớt ra. Mấy anh chị là mình sẽ lấy bớt ra nha. Mình lấy theo chiều đi ra, không có kéo vô. Đây, lấy bớt ra mấy anh chị ha. Rồi, ở đây cũng vậy, lấy bớt ra. Đó, để cho nó không có bị dày nè. Mấy anh chị lấy bớt nước sơn ra nha. Rồi, xong hết một ngón, bắt đầu là mình đi ngón thứ hai. Mình đi ngón thứ hai nha. Xong hết này nè, mấy anh chị tháo nó ra, xé nó ra. Thấy không? Xé nó ra. Đó, lấy luôn một cái miếng lớn ra luôn. Đó, xong, sạch sẽ không? Đó, mình chỉ clean sơ sơ thôi là được rồi. Đó, xong hết cái này là mình sẽ nhớ khi mà làm á, một bên tay là mấy anh chị đeo bao tay giùm em nha. Đeo bao tay giùm em để cho nó được dơ tay của mình. Cái tay nào mà cầm tay của khách á, mấy anh chị đeo bao tay giùm em. Xong hết mấy anh chị sẽ lấy một chút xíu acetone. Lấy một chút xíu acetone ha. Dùng cái cây cọ chùi fan á, hay là cây cọ gì đó clean được á. Mấy anh chị bắt đầu clean nhẹ nhẹ nè ha. Clean nhẹ nhẹ cho nó, phần này nó sạch. Đó, mình xin dùng cái cây cọ này. Cây cọ này chuyên xài acetone. Rất là xinh ha. Giờ mình chỉ việc là mình chờ cho nó khô thôi. Đó, món này hoàn toàn là nó sạch sẽ luôn ha. Chùi nè, sơ sơ. Đó, thế là mình đã có cái phần máu nè. Mấy anh chị xe giúp em nha. Xe giúp em nha mọi người. Nếu mà mình không có xài nước sơn thường thì mấy anh chị xài treo giùm em. Treo giùm em. Nhưng mà anh chị xài nước sơn thường của em rất là dễ xài nha, rất là đẹp. Đó, còn không mấy chị xài cái treo, loại treo mà loại treo đặc, không có xài treo lỏng. Trong phần phun này là mình không có xài phần treo lỏng nha mấy chị. Và cái tờ giấy nào khi nào mình xài xong mấy chị cuốn bỏ đi. Đó, thế là nó đã ra sạch sẽ, rất là sạch sẽ cho mình nha. Cái phần này thì nó không có, nó chỉ là mất sức của mình thổi thôi. Xong hết cái này là mấy chị cho vô quạt mình thổi khô ha. Và khi thổi khô thì mấy anh chị chỉ việc sơn top và là mét top hook mình lên thôi là được rồi. Thì nó sẽ ra hình dạng giống vậy. Thank you mọi người rất là nhiều để theo dõi hôm nay cái like của mình nha. Bye bye. Và hẹn gặp lại mấy anh chị trong những cái like tiếp theo của mình. Và tháng 9 là ngày 26, 27, 28. Thì lớp tháng 9 từ cơ bản tới nâng cao của Christine đã full rồi. Bây giờ tháng 11 là ngày 7, 8, 9 tại Garden Row là Christine sẽ tiếp tục có thêm một cái lớp nữa từ cơ bản tới nâng cao. Anh chị nào
chưa vận về cái phần đắp bột hay lấy step hay là marble tất cả thì mấy anh chị có thể đăng ký qua lớp tháng 11 nha mấy anh chị ha, là ngày 7, ngày 8, ngày 9 tại Garden Road, và cũng tháng 11 là ngày 14, 15 thì mình sẽ có một lớp chuyên sau. Thì cái lớp này thì mấy anh chị nào đã biết đắp bột chuẩn rồi, lấy step chuẩn rồi thì mình sẽ tham gia lớp này nha. Tại vì lớp này thì mình sẽ tập trung là cái design freestyle hay là những cái design rất là khó và rất là nhiều luôn. Và tháng 10 thì mình có hai lớp, một lớp tại Sacramento là ngày 3, 4, 5 và Houston là 17, 18, 19. Anh chị cần thêm thông tin và đăng ký lớp học, gọi vào số phone 714-804-9818 nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Chúc cả nhà thành công. Bye bye và hẹn gặp lại.